Xin kính chào quý vị và bà con. Thời gian này, ngư dân ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trúng đậm mùa đánh bắt cá khoai. Sau vài giờ ra khơi, thì nhiều ngư dân thu nhập từ 500.000 đồng cho đến 2 triệu đồng. Và để cây thác cá khoai, thì ngư dân phải dùng thúng chai để thả lưới rê. Bởi vậy, rất dễ gặp nguy hiểm khi mà trời mưa rông, gió to hay là sóng lớn. Bà con cần phải chú ý tới diễn biến thời tiết để chủ động kế hoạch đánh bắt an toàn. Nhất là khi dự báo một đợt không khí lạnh mạnh đang tràn về nước ta và sẽ làm gió đông bắc trên nhiều vùng biển mạnh dần lên. Cụ thể là với vùng biển Quảng Nam cũng như là từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi sẽ chịu tác động từ không khí lạnh. Trong ngày hôm nay, gió Đông Bắc là khoảng cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8. Thậm chí là từ ngày mai, gió Đông Bắc sẽ mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Thêm vào đó là trời có mưa rông, lốc xoáy, tầm nhìn xa sẽ bị giảm thấp dưới 10 km và biển động mạnh. Những khu vực khác cũng có gió Đông Bắc mạnh trong ngày hôm nay, đó là Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, bao gồm ngư trường ở huyện đảo Hoàng Sa. Gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9 và biển động mạnh. Độ cao sóng là từ 1m50 cho đến 4m. Với khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ thì bà con lưu ý trời sẽ có mưa rông và tầm nhìn xa là từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực giữa Biển Đông trong ngày hôm nay không chỉ có mưa rông mà gió Đông Bắc cũng mạnh khoảng cấp 5 riêng phía Bắc là có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8. Từ ngày mai thì sẽ tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9 và biển động mạnh. Đối với các vùng biển, từ Bình Định đến Cà Mau và ra ngoài khơi của Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, trong ngày hôm nay thì dự báo có gió Đông Bắc mạnh cấp 4 đến cấp 5 và sóng biển cao từ 1,50m cho đến 2,50m. Trời có mưa rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế. Chuyển sang thời tiết ở trên đất liền từ đêm nay cho đến ngày 27 tháng 12 do tác động của không khí lạnh thì Trung Bộ sẽ có mưa từ Nghệ An trở vào đến Bình Định. Trong đó thì trọng tâm mưa sẽ là từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi. Tại đây sẽ có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm và có những nơi thì sẽ trên 200 mm. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc, Sét, mưa đá cũng như là gió rất mạnh. Bên cạnh đó thì bà con cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp, ven sông. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.